Kính thưa quý vị và các bạn, theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại ma túy rất đa dạng về hình thức và cách sử dụng để kích thích sự tò mò của nhiều người, nhất là của giới trẻ. Trong đó có ma túy nước biển là một loại ma túy mới, được chiết xuất dưới dạng chất lỏng, không màu, không mùi, vị hơi mặn. Đây là loại ma túy cực độc vì ngoài việc gây nghiện, làm suy kiệt cơ thể và rối loạn tâm thần. Ma túy nước biển còn gây suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu kết hợp với rượu. Để rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Mạng đắng niềm đau của tác giả Hoàng Tân qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Tường Duy dài Phú, Hữu Phúc dài Trần, Ngọc Loan dài Nhi, Thu Quế dài Bác sĩ Trang, Hồ Trải đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại biệt thự sang trọng dùng ngoại ô, tối nay có nhiều ô tô đậu trước sân nhà. Chủ biệt thự là Trần, một thanh niên trẻ đang tiếp khách trong phòng riêng. Có chuyện gì không? Em đang nhảy sung quá mà anh gọi em vào phòng chi vậy? Ê, có hàng mới, hề lão ngàn. Nhưng mà không biết em có tiền không? Trời, em là ăn mày à, con đại gia kim cương hộp soạn nha anh. Không tin hả? Đây, em có chục thẻ ATM nè, thẻ VIP nha. Muốn bao nhiêu á, em cũng chơi. Thôi, anh chơi tiền mặt hả cưng, ổng chơi chuyển khoản, dễ bể lắm cưng ơi Tiền mặt thì đây, bao la, đủ chưa, nếu thiếu á em bảo đệ tử em chung cho anh Ha ha ha, em đúng là con đại gia kim cương nghe, chơi hết bóp hàng Chứ làm sao, hàng mới đầu, đem ra giới thiệu đi Đây, đã chưa, combo trọn bộ 10 chai Anh gạt em à, nước gì đấy giống như chai thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi mà 10 triệu hả? <laughs> Tại qua tràng nó vậy, mới qua mắt được công an em ơi. Nếu mà mấy ảnh phát hiện thì mình nói đang nhỏ mắt, nhỏ mũi. Nhưng chơi phải biết cách qua mặt công an mới chơi dài lâu chơi bền vững chứ. <laughs> Phiên bản gốc của nó đây nè em. Ủa, thứ này lạ quá, em chơi đủ thứ rồi, bà loại này em mới biết à. Nó là nước biển, là vitamin G đó em ơi, chơi nó phê gấp trăm lần đập đá. Bây giờ tụi nhỏ chơi hàng nước biển nhiều lắm. Vậy ma túy nước biển là nó đây hả? Lần đầu tiên em mới biết đó. Ok, anh mới nhập về. Cực khổ lắm mới tới đây đó ngàn. Nhìn đã không? Một chai nước biển này có 50ml hà. Vậy mà tới 5 chai đó ngàn. Anh để giá vốn cho em luôn đó. Tiền bạc với em không thành vấn đề. Quan trọng là chất lượng. Phê dữ không? ổng có phê dữ thì đâu có mắt chỉ cần một muỗng cà phê nước biển này thôi á em uống vô thì trời đất quay cuồng luôn em nhảy sung còn hơn là vũ công nữa chơi nha từ từ điều quan trọng là có bị sốc không có bị phát hiện không ba mẹ em mà biết em chơi trở lại là ổng bả giết em đó ổng bả cực khổ lắm em mới cai nghiện được bây giờ chơi nữa thì em chết chắc nên lựa thứ nào đừng có nghiện như đập đá Cưng ơi, em đừng có lo cái chuyện nghiện nữa. Anh chơi hàng này cả năm nay mà vẫn bình thường đây nè. Nó không phải là ma túy, mà là vitamin G, là nước biển, là thuốc bổ đó. Rất an toàn. Uống vô nó cho mình cảm giác hưng phấn, chứ không có bị ảnh hưởng về sao. À, chơi nó mà lúc đang buồn thì sẽ thành vui luôn đấy nghe cưng. <laughs> vậy được, em đang buồn đây. Bởi vậy, ai mà đang bế tắt công việc làm ăn hay là đang căng thẳng bị stress á thì chỉ cần uống một muỗng cà phê vitamin G này á là thư giãn liền, có người rất là thân thiện dễ gần luôn. À, dễ tìm được người yêu nữa đó ngàn cưng Cỡ em á khỏi cần người yêu, biết bao cô gái thích em, chỉ cần em ngoắt tay một cái là nhiều cô bay tới liền. <laughs> Nhưng có một cô mà thôi, khổ nhắc chuyện đó, cô ta rất là khó tính, khó lòng, khó chịu, khó chịu tưởng chuyện gì khó em khoái cô ta phải không <laughs> anh có chiêu này chiêu gì dễ ợt em chỉ cần cho cô ta uống một muỗng vitamin g này á thì như ý em luôn cô ta là gái ngoan nha hồi trước lúc em chưa chơi hàng đá cô ta thích em lắm nhưng từ khi em gia vô thứ này á cô ta bỏ em luôn cho nên không có chuyện cô ta chơi vitamin g đâu dễ lắm có vitamin g á là có tất cả. Ê, lại đây nói nhỏ cho em nghe nè. Có ai trong phòng đâu mà anh sợ? Thì chuyện nhảy cảm mà. Thôi, mình là đàn ông, anh nói luôn. Dân Mỹ xài chiêu này đó, thành công một trăm phần trăm mà không để lại hậu quả. Bữa nào á, em mời cô ta đi uống cà phê ha. Rồi em mới lợi dụng lúc cô ta không để ý á. Cho vitamin G này vô ly nước của cô ta. Thế là xong. <laughs> Nhưng mà... Lỡ cô ta phát hiện thì sao Khỏi lo, thứ này làm cô ta không còn nhớ cái chuyện gì xảy ra trước đó hết á. Với lại vitamin G không có mùi vị gì, gì hết, nên cô ta không có phát hiện ra đâu. Vậy bán cho em nguyên combo này đi. Ok, có nghe. Chơi tại đây luôn hen. Không, em đem về nhà cùng bạn gái chơi vitamin G. <laughs> khoan khoan khoan. Em có mối nào không? Đem về bán kiếm tiền, chơi đã luôn. <laughs> Được thôi, nhưng mà em sợ công an lắm Ở đây anh không có sợ à Cái thằng em nhìn đi Một con kiến cũng vô hổng lọt cái biệt thự này Yên tâm đi Cứ lấy về bán Hết đó, thì alo cho anh nghe Tại nhà người yêu của anh Phú Dài hôm sau Trời ơi Sao anh liều quá vậy Dám vào hang cọp Lỡ bị tụi nó xử thì sao Thì anh đi theo mấy anh công an mà Mấy ảnh quá trang thành dân chơi Y như đóng phim vậy đó Lúc mấy ảnh xong dạo á, tụi nó ngỡ ngàng. Không thể tưởng tượng là cái xà quyệt một con kiến không vô được mà công an lại vào được. Mà bộ có ma túy nước biển nữa hả anh Phú? Có chứ em, loại này đang nổi đó. Dạ em chào bác sĩ, hôm nay bác sĩ không đi làm à. Chào nhà báo, hôm nay chị ra trực, mấy anh công an vừa phá xong một ổ mua bán ma túy nước biển phải không em? Loại này á vô cùng nguy hiểm, cực độc, nó pha vô rượu uống á, thì suy hô hấp có thể tử vong đó, đã xảy ra rồi. Em có biết không? Dạ biết. Một người chết, một người suýt chết nếu không được cứu chữa kịp. Trời, vậy là nguy hiểm hơn ma túy đá hả chị? Mà nó dễ nhận biết không chị? Ma túy nước biển á, trước đây được sử dụng gây mê bởi chất này có tác dụng ức chế thần kinh nè. Nhưng sau đó phải ngưng sử dụng vì nó có tác dụng phụ gây ngừng hô hấp. Trong y khoa, ma túy nước biển có tên là gamma hydroxybutyrate viết tắt là GHP nên dân chơi gọi là vitamin G đó em. Hắn quảng cáo với em á là uống ma túy nước biển này an toàn. Uống xong á chỉ tạo cảm giác hưng phấn, chứ không có bị ảnh hưởng gì về sau. Nhưng em không có tin. Vậy mà có nhiều bạn trẻ lại tin đó em. Vì sau khi uống á thì các bạn ấy bị kích thích hưng phấn nên thích dữ lắm. Nếu mà dùng quá liều á thì có thể mê ngủ sâu. Đó là do bị hôn mê rất sâu, bị ngưng hô hấp nên chết mà không ai hay đó. Chơi ma túy á thì ngày càng tăng đô mà. Đúng vậy. Mà túy nước biển được sản xuất dưới dạng nước hoặc siro nên khả năng thẩm thấu vào máu cũng như là tác động lên hệ thần kinh rất nhanh đó. Vì vậy á, khi sử dụng nó thì tỉnh táo, chẳng có buồn ngủ, không ăn vẫn không thấy đói, đặc biệt là bị ảo giác, nhìn thấy những gì mà người khác không thấy, giống như bị ngao đá giết người vì cứ thấy người khác sắp giết mình hả chị? Đúng đó em, ảo giác sẽ càng mạnh khi có nền nhạc càng to, càng cảm thấy hưng phấn cực độ rất dễ bị kích động dẫn đến hành hung người khác. Vì thế mà những đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp sau đó thường hay gây gỗ đánh nhau đập phá là vậy đó. Vậy là nó cũng gây ra ảo giác như ma túy đá hay bác sĩ? Phải, đặc biệt là ma túy nước biển này nè, rất khó phát hiện khi hòa vào nước. Bởi vậy á các em phải cảnh giác khi đi chơi với bạn bè hoặc là tiệc tùng với bạn xấu nghe chưa? Vì nó mời mình uống nước có pha ma túy nước biển mà mình không biết đó. Em á không bao giờ kết bạn với dân chơi ma túy đâu. Hèn chi tên Trân á, có nói với em vụ này. Nó nói cho bạn gái uống vitamin G, rồi mình làm gì cũng được. Đúng vậy đó. Đây cũng là loại ma túy tổng hợp cực kỳ độc hại, vừa gây nghiện, vừa làm suy kiệt cơ thể. Đặc biệt là rối loạn tâm thần. Nếu mà sử dụng lâu dài á, có thể bị điên đó các em. Lúc đầu thì vui vẻ, thích thú. 15 phút sau sẽ buồn nôn, qua mắt, chóng mặt, giảm nhịp đập của tim, lơ mơ, suy hô hấp, quên hết mọi việc, rồi hôn mê luôn đó là thuốc gây mê nên bị hôn mê là phải rồi ờ tới khi thức dậy thì mất trí nhớ nước ngoài còn gọi ma túy nước biển là rap rút tức là thuốc cưỡng hiếp đó em gì mà ghê vậy chị hai có ai xài không có chứ tội phạm bên mỹ xài đó vì họ biết ma túy nước biển có thể khiến con người rơi vào hôn mê mà không có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại nên họ đã trộn ma túy này vào các món ăn đồ uống nhằm khiến nạn nhân mất khả năng kháng cự để thực hiện hành vi đồi bại. Vì vậy mới có tên gọi là ráp rút đó. Vậy mà em tưởng chị hai chỉ hù em thôi, ai về là có thật. Bị mất trí nhớ sau khi dùng ma túy nước biển, thì làm sao nhớ mấy tên tội phạm đó mà khai ra chứ? Chính vì vậy mà từ năm 2007, Bộ Y tế đã có thông tư hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu, phi mậu dịch. Nên thuốc có GHB là hoạt chất nằm trong danh mục bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch đó các em. Vậy á, tình trần mua bán ma túy vừa bị công an bắt, lãnh mấy cuốn lịch hả anh? Buôn bán ma túy là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Vì đây là loại tội phạm nguy hiểm, nên hắn sẽ bị pháp luật xử lý rất là nghiêm khắc. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hắn có thể bị trừng trị ở mức phạt tù cho đến mức tử hình đó. 100 gram là cũng đủ để bị tử hình rồi. Vậy mà có người chở cả chục ký ma túy, ghê thiệt á. Nếu mua bán ma túy như là heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamin, MDMA hoặc là XLR11 có khối lượng 100g trở lên hay các chất ma túy khác ở thể rắn cỡ 300g trở lên. Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750ml trở lên thì bị phạt tù 20 năm đó. Ủa, không có tử hình sao anh? Có chứ, còn án tù chung thân hoặc tử hình nếu mua bán các chất ma túy đó với khối lượng mà anh vừa kể đó. Ma túy khác ở thể lỏng là có ma túy nước biển đó em. Tên Trần khoe với em là hắn mới mua cả chục chai vitamin G, loại nửa lít. Vậy là lần này á, hắn không gỡ lịch đâu, mà là đi gặp thằng chết. Chỉ tội danh mua bán ma túy thôi, cũng đã lãnh từ 2 năm đến 7 năm tù. Rồi còn các mức án từ 7 năm đến 15 năm, từ 15 năm đến 20 năm, rồi chúng thân, rồi tử hình. Còn sử dụng vitamin G có ở tù không anh? Theo bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, không phạt tù tội sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng mà nếu dính vô chuyện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thì có thể lãnh án tù y như tội mua bán ma túy. Chỉ khác là không bị tử hình thôi. Nhà báo của em Nhi đã rành luật, lại dũng cảm, dám vào hang ổ của bọn trùm ma túy để điều tra về họ nữa. Đáng khen nghe. Chị hai khen anh kìa. Thì em cũng học hỏi chứ chị với lại gia đình em cũng có người bị nghiện ma túy vì thế em rất là thù ghét bọn mua bán ma túy có hãy biết bao nhiêu gia đình mẹ em mất sớm cũng do đau buồn vì có con gái yêu mà lại dính vào ma túy bỏ học hành chơi hàng đá tới nỗi bị tâm thần có thời gian nó như người mất trí vậy đó ủa có chuyện đó nữa hả sao anh không kể cho em nghe chuyện buồn á mà kể làm gì sao không đưa cô ấy đi cai nó đi cai như bắt cóc bỏ dĩa vậy đó chị lúc đầu cai tại nhà nó hứa dữ lắm nó còn cắt tay thề với mẹ em là bỏ vậy mà vừa cai được mấy tháng thì đi sinh nhật của bạn nó chơi lại mẹ em khóc biết bao nhiêu ba em tức quá đưa nó vô cơ sở cai nghiện đó là nỗi đau của biết bao gia đình các em còn trẻ nhìn những cái chết trắng đó mà răng mình nhắc nhở mình đừng có rớ tới ma túy dù chỉ một lần em là con gái và là em của bác sĩ nữa nên nó chỉ hai khỏi dặn em. Con trai con gái gì đều là những miếng mồi ngon của bọn trùm ma túy. Nhớ phải giữ mình, hãy tránh xa ma túy nha các em. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Mặn đắng niềm đau của tác giả Hoàng Tân. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.